6 công dụng của quả thanh long đối với sức khỏe. Và cái thứ 6 là cái mà ít người biết hoặc là chưa ai nói với bạn. Thứ nhất đó chính là giúp làm giảm cholesterol máu. Thì cái lượng chất xơ hòa tan có trong thanh long nó sẽ giúp làm kiểm soát đường huyết và giúp làm kiểm soát cái lượng cholesterol trong cơ thể chúng ta. Cái hai tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ trong thanh long nó sẽ giúp cải thiện cái vấn đề tiêu hóa, cũng giống như giúp đẩy nhanh cái quá trình tiêu hóa và tránh cái tình trạng táo bón. Cái thứ ba nữa là tốt cho sức khỏe hệ tim mạch. Thì trong thanh long người ta tìm thấy một cái hoạt chất đó là polyphenol, và đây là một cái chất chống oxy hóa nên nó sẽ giúp làm giảm những cái tổn thương bởi gốc tự do hay gốc oxy hóa đối với tế bào cơ tim, từ đó làm giảm nguy cơ mắc những cái bệnh lý tim mạch. Cái thứ tư là giúp kiểm soát đường huyết. Cái lượng chất xơ hòa tan trong thanh long kết hợp với cái chỉ số đường huyết thấp nó sẽ giúp kiểm soát đường huyết một cách hiệu quả. Và cái thứ năm đó là giúp giảm cân. Thanh long nó là một trong những cái thành phần có chứa cái hàm lượng chất xơ hòa tan, nó sẽ giúp là giảm cái cảm giác đói, cũng giống như là giúp giảm hấp thu chất béo từ đường tiêu hóa, từ đó giúp giảm cân hiệu quả. Và cái cuối cùng, cái thứ sáu đó là giúp ngăn ngừa những cái bệnh lý về tiền liệt tuyến. Thì trong thanh long nó có chứa một cái hợp chất gọi là lycopene. Đây là hợp chất nó sẽ giúp ngăn ngừa cái việc ung thư tiền liệt tuyến. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa bạn nhé.